Kính thưa quý vị khán thính giả, mấy hôm trước chúng tôi được một bạn đọc gửi cho một video, trong đó một cô gái đang hùng hồn phản biện về đề tài tìm hiểu tại sao điểm lịch sử của học sinh ở Việt Nam rất là thấp, nghe đâu hơn 70% học sinh bị dưới điểm trung bình. Cô gái bắt đầu nói thao thao bất tuyệt và chúng tôi ghi lại những điểm chính như sau. Người ta nói lịch sử là người thầy của tương lai, nhưng trong xã hội Việt Nam ngày nay, dường như người thầy này đang dần đánh mất cái vị trí quan trọng của mình. Trước tôi tức là cô bé đó, chứng minh điểm lịch sử thấp không phải lỗi của học sinh mà là do hệ quả của những định kiến và nhu cầu xã hội. Thì cô đưa ra những cái phản biện đối với những cái lý luận của những người thường đưa ra trước. Là cô nói là các bạn cho rằng lỗi đến từ giáo dục và xã hội cũng có, nhưng học sinh cũng có một phần lỗi. Còn nhưng tôi, tức là cô bé đó, cho rằng không bao giờ có chuyện lỗi của học sinh tồn tại song song với lỗi từ giáo dục và xã hội. Cô nói, cô lý luận rằng, thứ nhất, nếu mà có một nền giáo dục hấp dẫn và thu hút, tạo cho học sinh một tư duy, cho học sinh có cái nhìn đa chiều áp dụng vào trong thực tế giống như xã hội bên Mỹ mà cô sẽ chứng minh sau, thì nếu mà quý vị không có thay đổi cách dạy, vẫn tiếp tục cái kiểu dạy như thế đó, thì cái điểm lịch sử tiếp tục thấp như thế đó cả thế hệ sau này. Và học sinh chỉ chán học sử ở trên trường, chán cái cách dạy sử của quý vị, chứ không họ không chán lịch sử của dân tộc. Điều thứ hai mà cô nói tới đó là ảnh hưởng cái điểm lịch sử của học sinh đó bị thấp là vì ảnh hưởng cái định kiến của xã hội và nhu cầu của xã hội. Có một cái định kiến thâm căn cố đế là môn sử là môn phụ, không có quan trọng, họ chỉ lo học nào là tiếng Anh, học là nào là toán để mà lo kiếm tiền, làm những học những cái nghề đó đi, dễ đi kiếm việc nhiều tiền, do đó là họ vứt cái môn sử qua một bên. Và thưa quý vị, chúng tôi chưa có biết cô bé này là tên gì cả, nhưng mà nghe cái trong cái hậu trường thì nó đề là tên là Trường Tiên, và chúng tôi cũng không biết cái khung cảnh này là ở đâu và lúc nào. Nhưng mà để giới thiệu cho cái video này thì chúng tôi giới thiệu giáo sư Nguyễn Hoàng Quang đã từng dạy trung học ở Mỹ cấp 3 23 năm. Ông có những nhận xét, những cái điểm đúng ông đồng ý với cô gái này trong phần tranh luận của cô bé, và tóm lại là hai cái mục. Thứ nhất là số giờ học lịch sử ở Mỹ, ông thường kêu gào là lịch sử ở Mỹ được dạy 5 tiết một tuần. Họ coi môn sử quan trọng ngang hàng với các môn khoa học khác, ngang hàng với toán, lý hóa, anh văn. Đấy là giáo sư thường hay nói như vậy. Và thứ hai là ở Mỹ môn sử được dạy bằng phương pháp thảo luận và đối thoại, làm cho học sinh rất là tích cực và môn học trở nên hứng thú. Và xin giới thiệu với quý vị giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trình bày đề tài này. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay hân hạnh tôi lại được lên đây nói chuyện về vấn đề giáo dục. Thưa quý vị, quý vị cũng đã biết tôi là cái người mà trước khi đang tìm hiểu lịch sử rồi mới lao vào cái nghề học sử, dạy sử và viết sử từ năm 1961 cho đến ngày nay. Thì tôi dạy cả các trường trung học ở Việt Nam ở cấp 3 và các trường trung học ở Mỹ cấp 3 trong 23 năm trường. Thì tôi đã hiểu rõ được cái chính sách giáo dục nhồi sọ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Trong đó, đặc biệt là cái chương trình giáo dục ở miền Nam Việt Nam, họ cắt cái môn lịch sử thế giới, họ không cho dạy. Bằng cớ tôi đã nêu lên bằng cái lời nói của ông học giả Nguyễn Hiến Lê. Ông có nêu lên ở trong cuốn Đời Viết Văn của tôi ở nơi trang 99 đến trang 101. Quý vị có thể tìm hiểu cái chỗ đó thì thấy quả nhiên là không có dạy môn lịch sử thế giới. Tức là không có cái tinh thần khai phóng. Và thứ hai nữa, họ giảm thiểu tối đa tất cả những cái lịch sử Việt Nam, tức là quốc sử, từ thời cận đại và hiện đại. Lý do là có nhiều cái sự can thiệp vào nội tình Việt Nam do giáo hội La Mã chủ trương. Nếu mà nói kỹ về vấn đề đó thì sẽ động chạm đến cái hành động tội ác của giáo hội La Mã đã 5 lần can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách cực kỳ thô bạo. Do đó, phần đó họ cũng kiểm soát, bỏ đi. Có người đặt ra câu hỏi là tại sao lại chính phủ Việt Nam làm như vậy? Tôi xin thưa rằng, quý vị đọc cái bản văn của ông Nguyễn Hiến Lê ở chỗ nãy tôi nói á, thì cái việc mà can thiệp vào vấn đề giáo dục môn lịch sử ở Việt Nam thì chính ông Linh Mục ở miền Nam
đã đề nghị với chính phủ thời ông Diệm vào năm 1955 rằng cái cuốn sử đó, cái bộ sử lịch sử thế giới của ông Hiến Lê soạn thảo đó, có nói đến các giáo hoàng thời Trung Cổ sống đời hoang đàng bậy bạ, hoang dâm, loạn dâm, và nói đến cái thuyết tiến hóa của nhà khoa học Darwin. Cho nên cái bộ sách lịch sử đó ngay sau đó bị tịch thu và cấm lưu hành, và chính tác giả Nguyễn Hiến Lê đã bị mật vụ gửi đến tận nhà để rình mò dò xét, nhưng mà cũng là để khủng bố tinh thần tác giả. Kể từ đó, sách sử ở cái môn dạy sử ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam không có dạy môn lịch sử thế giới nữa. Đó là lý do. Thứ hai là cái môn lịch sử ở miền Nam Việt Nam nó chỉ có 1 giờ 1 tuần, với lại môn công dân 1 giờ 1 tuần là 2. Thế thì môn công dân á, thì dĩ nhiên là họ sắp xếp thế nào nói tôi không nên nói, nhưng mà tôi không biết họ có nói về thể chế chính trị hay không, bởi vì trong các thể chế chính trị nó có cái vấn đề độc tài tôn giáo là họ cấm kỵ, họ không nói đến. Do đó cái phần đó cũng lược bỏ. Cái phần mà gọi là lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới thì họ đã cắt bỏ lịch sử thế giới rồi. Còn cái lịch sử Việt Nam đó thì họ cũng kiểm soát chặt chẽ, cắt xén tất cả những cái sự kiện nào có liên hệ đến giáo hội La Mã can thiệp vào nội tình Việt Nam. Thành thứ ra cái sự kiện lịch sử nêu lên rất là ít, hầu như là giảm thiểu tối đa. Và họ cho cái môn lịch sử là môn phụ, hệ số 1, trong khi môn toán có thể là môn hệ số 4, hệ số 5, môn Việt văn hệ số 4, hệ số 5, môn khoa học, lý hóa cũng bốn số 4, hệ số 5. Thành ra thứ hai nữa, họ lại còn bỏ những cái kỳ môn lịch sử trong kỳ thi viết của Tú tài 1 và Tú tài 2. Thành ra tất cả những học sinh họ chuẩn bị thi để lấy bằng Tú tài 1 để Tú tài 2 là cái cửa để vào làm việc các cơ quan công quyền, thì họ không còn cần chú ý đến cái môn lịch sử nữa, vì môn lịch sử không có, đã là môn phụ, đã là hệ số 1 mà lại bỏ, không có nằm trong chương trình thi viết của kỳ thi Tú tài 1 và Tú tài 2. Cho nên những người mà tốt nghiệp ở qua Tú tài 2 là kiến thức về lịch sử rất là kém, hầu như không biết gì, mà đã kém về lịch sử thế giới, kém về lịch sử quốc sử thì lại cũng dốt nát về kiến thức tổng quát và dốt nát về tình tự dân tộc. Hóa cho nên quý vị sẽ không ngạc nhiên những người ngày nay, dù cho họ có tốt nghiệp ở Đại học Mỹ, là luật sư, là bác sĩ, là cái gì đi nữa, hay là ở Đại học Việt Nam, thì họ cũng vẫn dốt về lịch sử, cả lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội La Mã. Bằng chứng là tôi đã nói rõ, nêu đích danh 20 vị trí thức khoa bảng ở trong cái bài viết của tôi gọi là những cái bài phản biện không thể phủ bác được và đã phổ biến ở trên sách hiếm. Trong đó là tôi nêu lên là đa số các ông là có tiến sĩ, có là luật sư, là giáo sư đại học, trong đó có kể cả ông Lê Xuân Khoa, có ông giáo sư Phạm Cao Dương, có ông luật sư Lưu Nguyên Đạt, có ông Hoàng Ngọc Thành, có nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, có ông dạy sử Trần Gia Phụng. Rồi họ dốt lịch sử, cho nên họ lại hay nói về chính trị liên hệ đến lịch sử mà nói bậy nói bạ, cho nên là tôi copy chép nguyên văn những cái điều họ nói bậy nói bạ rồi tôi phản biện, thì họ đều không có thể phản bác được tôi. Điều đó chứng tỏ là họ quá dốt về lịch sử, quá không biết gì về kiến thức tổng quát. Như là bà Nguyễn Thị Thanh đó, đòi nộp đơn kiện ông Trần Dung Ngọc, tức là anh em chúng tôi, về vấn đề chúng tôi viết sử về giáo hội La Mã. Bà không biết rằng ở cái sự tự do này, người ta viết lịch sử và viết qua sách mách qua chứng mà bà còn đòi đi kiện, tức là bà cho rằng động đến cái giáo hội La Mã của họ thì đi kiện họ sẽ thắng. Nhưng mà cuối cùng thì có cái ông tiến sĩ, chắc là luật, ông Thiện Ý, bút hiệu ông là Thiện Ý, còn tên của ông là gì tôi không nhớ, nhưng mà đi tìm hiểu thì là ở trong tòa án nó không có cái điều luật nào xử tội những cái người, xử lý những cái người viết sử như chúng tôi. Cuối cùng lại thôi. Điều đó nó chứng tỏ là họ dốt nát về kiến thức tổng quan.
Đấy, thứ hai là ông thầy dạy sử đó thì chỉ có 55 phút một giờ thôi. Thì ông vào ông đi lên đi xuống, rồi ông lên bảng ông viết hôm nay học những bài này, ông viết rất là nắn nót giống như là một ông giáo viên tiểu học vậy. Rồi ông viết như vậy thì cũng đây hết cha nó 15 phút rồi. Rồi ông cái thận khảo ngồi ông đọc cái bài sách giáo khoa, ông đọc rất là monotone, tức là rất chậm chậm làm cho học sinh buồn ngủ. Tôi đã nhìn thấy những người bạn đồng nghiệp của tôi làm như vậy và các trường khác. Rồi điểm khác nữa là tôi nhận thấy ở cái đại trường Nguyễn Bá Tồng do giáo hội La Mã điều khiển thì anh bạn tôi là bạn thân cùng học với tôi nhưng mà anh ấy không vào được ban chữ thi vào, thì anh ấy thi luật và anh ấy có tốt nghiệp cái bằng luật, thì anh ấy được mời dạy lớp 12 về môn sử tại trường lúc bấy giờ là với cái giá tiền là 500 đồng một giờ. Trong khi đó thì tôi là cái người có môn sử thì xin lỗi chẳng ai muốn cả vì tôi không có thế lực gì cả. Đấy. Thứ hai nữa là tại trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá của tôi đó, lúc tôi dạy vào hai niên khóa 1964-65 và niên khóa 1965-66 thì tôi có dạy 6 lớp đại lục, thì ông hiệu trưởng là một vị đã học về triết và ông ấy thấy rằng không có đủ giáo viên dạy sử ở cấp đệ nhị thì rồi cuối cùng ông ấy giao cho cái ông bạn cùng học triết với ông ở Đà Lạt dạy cái môn sử mà dạy luôn cả môn sử đại lục. Thì học sinh của cái lớp này tôi đến thay thế ông ta thì nó kể lại rằng cái môn gọi là sử ở thời Trung Cổ ở Việt Nam thì nó có liên hệ đến cái vấn đề thập nhị sứ quân. Thì ông vào ông ấy khẳng khẳng ông cũng lên ông nói ông đâu có biết gì về lịch sử vì ông ấy là học trường Pháp, rồi sau đó ông ấy học môn triết ở Đà Lạt. Thì ông vào ông nói hôm nay các em học về cái môn nhị thập sứ quân. Học trò nó vỡ lên nó cười, nó bảo thầy ơi làm gì có nhị thập sứ quân mà chỉ có thập nhị sứ quân mà thôi. Thì ông nói ô xin lỗi thầy nhầm. Điều đó nó chứng tỏ rằng các nhà làm giáo dục ở Việt Nam cũng như các ông có quyền lực về ngành giáo dục đã không quan tâm đến cái vấn đề dạy sử. Thứ hai nữa là đại đa số, hầu hết chứ không phải là đại đa số, gọi như là 100% các giáo viên đều dạy cái môn mà tôi gọi là độc thoại. Độc thoại có nghĩa là giáo viên vào ngồi trong lớp đọc cái bài giảng, đọc cái bài học đó cho học sinh và học sinh chỉ có ngồi lắng tai nghe. Và đây là một cái bản văn mà tại trường trung học Ta Be dạy cái môn giáo lý mà ông giáo sư là thầy của tôi đó, là ông Lý Chánh Trung, ông có ghi lại nguyên văn như sau. Tôi nhờ đây cái chỗ này chỉ có ngắn thôi, trang 25 em mở ra đọc. Và cái lối dạy gọi là độc thoại, rất là buồn chán. Bây giờ vào trường Ta Be là vào thế giới của đạo giáo. Đạo giáo bao trùm đời sống và việc học, kinh kệ khởi đầu và kết thúc mỗi hoạt động. Mỗi buổi sáng, nửa giờ đầu luôn luôn dành cho giáo lý. Phương pháp là học và trả thuộc lòng. Ông thầy chỉ một chú học trò và gõ thức cái cớp. Chú này đứng dậy trả câu thứ nhất. Hỏi, Đức Chúa Trời là đi gì? Thưa, Đức Chúa Trời là đứng, tạo nên trời đất muôn vật bằng tiếng Tây. Thước lại gõ cái cớp và chú học sinh thứ hai đứng dậy cho đến khi hết bài. Tôi là thằng làm biến tổ, sáng nào cũng co rúm người, cố làm cho mình nhỏ lại như cái hạt cát để thoát khỏi cái nhìn của sư huynh. Nhưng cái cực hình kinh khủng nhất đời tôi là đầu lớp học buổi trưa, học sinh phải lần nguyên một chuỗi tràng hạt. Trời nóng như thiêu, giọng kinh trầm trầm kéo dài như không bao giờ dứt. Đứng yên một chỗ không cục cửa, tôi cảm thấy tứ chi ngứa ngáy rần rần như có 100.000 con kiến đang bò lên. Nhưng riết rồi cũng quen, và một khi đã thuộc kinh, tôi cũng ê a hàng giờ với mấy đứa kia không còn bực bội nữa. Tin học lễ, không học văn là vậy. Thưa quý vị, đó là vấn đề nhà cầm quyền cũng như là các ông có quyền lực trong cái ngành giáo dục không quan tâm đến vấn đề lịch sử, đã xếp lịch sử vào cái môn học phụ hệ số 1, đã không quan tâm đến giáo viên dạy lịch sử, cắt cử những người không chuyên môn, không biết gì về lịch sử dạy. Thứ hai nữa là cái phương pháp dạy là độc thoại như là vừa mới kể. Bây giờ chúng tôi xin nói về bên giáo dục của Hoa Kỳ mà tôi đã hành nghề
dạy môn lịch sử từ năm 1975 cho đến năm 1998, tất cả tổng cộng là 23 năm. Thì đầu tiên chúng tôi phải phụ trách những cái môn lịch sử Mỹ, môn các vùng văn hóa, môn gọi là công dân, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là civic, tức là các hệ thống tổ chức chính quyền ở khắp các mọi nơi trên thế giới. Thì trước hết là nói về môn lịch sử, thì cái môn lịch sử chúng tôi là mỗi một tuần có tới 5 giờ một tuần, cả mà bên Việt Nam gọi là trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp, thì bên Mỹ này nó gọi là middle school và high school, tức là tôi dạy vừa đệ nhất cấp và vừa đệ nhị cấp, nhưng mà sau này thì họ phái tôi lên dạy đệ nhị cấp. Cấp 3 thì cái cuốn sách sử như thế này là dành cho các học sinh middle school, tức là đệ nhất cấp. Đây này, cái bàn này là cái cuốn sách của tôi, là để cái bàn tôi dạy học. Thì mỗi một cái bài học tôi soạn thảo, chúng tôi có tới 5 giờ một tuần, thì mỗi một bài á, cuối cùng thì người ta có một cái số gọi là bài tập như thế này. Thứ nhất đó là cái chỗ này, quý vị đây, tôi dịch sang tiếng Việt đó là tìm hiểu những cái ý chính trong bài học vừa qua. Thế thì học sinh phải nêu lên là ở trong đó có mấy đoạn mà ý chính là những cái gì. Thế thứ hai nữa là chọn lựa những cái chi tiết quan trọng. Ở đây họ có làm cái gọi là cái tiểu mục đề thi, tức là gọi là bên Việt Nam, bên Mỹ nó gọi là multiple choice, thì bên đây nó gọi là chọn lựa một trong những cái câu trả lời để trả lời cho cái câu hỏi. Đấy. Thứ ba nữa là nó gọi là true false, đúng hay sai, thì nó đưa ra một cái statement, tức là một cái lời tuyên bố, thì nó hỏi rằng cái này đúng hay sai, thì học sinh phải suy nghĩ tìm hiểu là đúng hay sai. Rồi có những cái điểm nó cũng đưa ra một cái statement, nó hỏi rằng cái này là ý kiến hay là sự kiện, thì học sinh phải suy nghĩ cái đó là ý kiến này sự kiện. Tôi cũng xin cắt nghĩa thêm về cái ý kiến và sự kiện như thế này. Cái biến cố 19 tháng 8 năm 1945 là cái biến cố nhân dân ta đã vùng lên giành lại cái chủ quyền độc lập từ trong tay người Nhật, rồi cũng là của từ trong tay người Pháp, vì sau đó Pháp trở lại đánh chiếm Việt Nam. Thì đối với nhân dân Việt Nam nó là quan trọng, nó là điểm son của lịch sử. Nhưng mà đối với những tín đồ của Gia Tu hay là giáo hội La Mã thì nó là một tin buồn. Do đó cái ý kiến nó khác nhau ở chỗ đó. Chúng ta là những người Việt Nam yêu nước, vui mừng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, thì những quân chiến người Việt đau buồn, đau khổ về cái ngày đó. Chúng ta vui mừng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thống nhất đất nước, hai miền Nam và miền Bắc được nối lại với nhau và cùng đi lại với nhau như anh em trong một nhà. Thì những người tôn thờ giáo hội La Mã thì cho rằng đau buồn là họ gọi là ngày quốc hận. Chúng ta gọi là ngày thống nhất đất nước thì họ gọi là ngày quốc hận. Điều đó nó chứng tỏ là cái ý kiến cùng một sự kiện nhưng mà ý kiến nó khác nhau. Thế còn một cái sự kiện như là nãy tôi nói là ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày dân ta vùng lên, thì nó là một sự kiện, anh nói cái gì thì nói, nó vẫn là một sự kiện lịch sử. Thì hình như là những người mà quân chiên của giáo hội La Mã, cho đến nhiều người học ở đại học, có học vị đại học cũng không lẫn lộn, họ cho rằng những cái ý kiến của họ là sự kiện. Họ nói những cái gì mà của giáo hội dạy ra là ý kiến thì họ cho rằng đó là luật. Đó là cái trình độ kiến thức của những người mà được tiếp nhận cái sở học của miền Nam Việt Nam ngày xưa, nó ở vào cái tình trạng như vậy. Để trong cái cuốn mà chúng tôi dạy về các vùng văn hóa đó, thì đây cũng là quý vị thấy tên tôi này, thì cũng có những cái câu hỏi tương tự như là những cái câu hỏi ở trong cái cuốn sách lịch sử nãy. Thế là sau một bài học thì họ lại có những cái câu họ đặt ra để cho học sinh suy nghĩ và tìm hiểu cho đến nơi đến chốn những cái từ đó, hay là cái cụm từ đó, hay là cái ý kiến ở trong đó. Thí dụ như họ đặt ra cái câu hỏi để học sinh phải chú nhớ là chữ này là đồng bằng thì phải hiểu là đồng bằng, chữ này là cao nguyên thì phải hiểu là cao nguyên như thế nào,
chỗ này là vùng đồi thì phải hiểu là đồi khác với núi như thế nào. Đồi là những cái mô đất thấp lè tè, chưa được gọi là núi vì nó thấp. Núi là những cái vùng nó nhô lên rất là cao, và plateau là vùng ta gọi là vùng cao nguyên. Thế bây giờ ta gọi là vùng cao. Plain là đồng bằng, nó gần như là đồng nghĩa với lại chữ delta tiếng Pháp. Đây là cái cuốn mà chúng tôi dạy về civic, tức là công dân. Thì là quý vị thấy cái tên của tôi này, tức là sách họ Pháp cho tôi. Đấy, thì cũng có cái những cái câu hỏi tương tự như vậy. Do đó sách nào họ cũng soạn thảo đầy đủ hết. Đấy, thì học sinh mỗi một kỳ mà chúng tôi dùng cái phương pháp gọi là thảo luận. Thứ gì như mỗi một kỳ là nếu mà theo Tam Quốc Nguyệt là 13 tuần, nếu là theo Lục Quốc Nguyệt là 17 tuần. Thì ngay đầu tiên vào lớp học trong cái khóa đó, thì thí dụ như lớp chúng tôi là 35 học trò, thì được 35 học trò mỗi người lĩnh một cuốn sách như thế này đem về. Rồi đồng thời chúng tôi ghi ra rằng trong cái 17 tuần này, nếu là Lục Quốc Nguyệt, thì cái tuần đầu tiên chúng tôi sẽ dạy những bài nào, rồi cái tuần thứ hai, tuần thứ ba, cứ thế. Và học sinh trước ngày đến học, thí dụ ngày thứ hai dạy bài nào đó, thì học sinh phải về đêm ngày Chủ nhật phải đọc trước. Và vào trong lớp thì sẽ nêu lên những câu hỏi thắc mắc về những bài học đó. Cái đó là giáo sư có bổn phận phải giải thích rõ ràng, minh bạch, rạch ròi về những cái câu hỏi đó. Và phải, dĩ nhiên là giáo sư phải có cái kiến thức rộng rãi về cái bài học đó. Và cái thời gian mà chúng tôi giải đáp những cái lời câu hỏi của học sinh thì gọi là thảo luận. Và cái thời gian đó nó chiếm tới 50% của cái thời lượng trong cái giờ học. Rồi sau đó thì chúng tôi tiếp tục giảng giải thêm và giảng giải cái bài đó. Điều đó là nó gọi là thảo luận hay là phương pháp đối thoại. Cái lối giảng dạy như vậy nó gây nên cái niềm hứng thú đối với học sinh, là học sinh được tham dự vào trong cái chuyện bàn cãi đó, rồi họ thấy là họ có cái vai trò ở trong đó. Chứ còn dạy như cái lối độc thoại là học trò cứ ngồi dưới ngủ gà ngủ gật, không có ngó đến ông thầy ở bên trên nữa. Đó là cái lợi điểm của cái lối gọi là đối thoại. Đến đây chúng tôi xin tóm tắt cái bài nói chuyện hôm nay. Tôi nhận xét thấy rằng cái về hình thức á, thì cô em này á nói nắm vững cả vấn đề cho nên thao thao bất tuyệt. Tôi rất là thán phục. Và nếu tôi là người chấm điểm ở chỗ này thì tôi cho cô ấy tối đa theo cái lối cho điểm ở miền Nam Việt Nam là 20/20. Theo cái lối cho điểm ở bên Mỹ này là 4, là A cộng, là tối đa. Đấy. Về nội dung tôi xin tóm tắt là còn có 2 điểm, tức là phải nâng cái môn sử lên làm môn chính, ngang hàng với các môn Việt văn, toán, lý hóa. Và cái thời lượng á, tức là nó phải lên 5 giờ một tuần thay vì chỉ có 1 giờ hay 2 giờ như ngày nay. Về vấn đề này thì có người Mỹ người ta giảng là lý do ở Mỹ người ta đưa lên cái hàng môn chính á, tới 5 giờ một tuần là cái việc quan trọng để đào tạo học sinh thành cái con người tốt, người công dân tốt, rồi nó muốn làm cái nghề gì thì nó vẫn là công dân tốt. Còn nếu mà không dạy môn sử nữa thì nó không được học, nó không biết được cái phải trái ở trong đời này, và không có lòng yêu nước thì nó làm cái nghề gì nó chỉ vụ lợi thôi, ta gọi là ích kỷ, nó không nghĩ biết đến quyền lợi của xã hội và của quốc gia. Điểm thứ hai. Điểm thứ hai là thiết tưởng rằng Bộ Giáo dục Đào tạo và các nhà có trách nhiệm về giáo dục nên thay đổi cái phương pháp dạy độc thoại như tôi vừa mới nói, mà bằng cái phương pháp đối thoại, tức là nhà trường phải có những cái sách đầy đủ để phân phát cho học sinh giống như là Mỹ đã làm. Và ở vào đó thì nghĩa là học sinh đến lớp nêu lên những câu hỏi mà giáo sư đã cho nó đọc trước, rồi đến giờ học thì nó có phải nêu lên những cái câu hỏi nó thắc mắc, và giáo sư vừa có nhiệm vụ để giải thích đến nơi đến chốn cho học sinh hiểu. Và như vậy thì học sinh nó cảm thấy nó có góp phần vào trong đó, nó thích thú, là nó ham học. Đó là cái lợi của cái vấn đề gọi là lối dạy, gọi là đối thoại như tôi vừa mới nói, mà tôi đã hành cái nghề này và làm theo cái kiểu đó 23 năm trời. Đến đây chúng tôi xin chấm dứt và kính chào quý vị khán thính giả, hẹn gặp lại kỳ tới.